Shop Bí Ngô em xin kính chào toàn thể các anh chị yêu mua đam mê bẫy chim cò. Hôm nay em giới thiệu với anh chị đó là sản phẩm đó là lan tre. Lan tre bên em chuyên dùng để bẫy cò bẫy vạc. Thì lan tre bên em được bóp tròn đều hai đầu bằng nhau, không có đầu to đầu nhỏ. Lan tre này to 3 ly anh chị nhé, không có đầu to đầu nhỏ. Bên em đã lựa chọn toàn bỏ hết vọng ra về lọc lại và bỏ hết vọng ra, chỉ còn lại nguyên cật thôi ạ. Nên các anh chị có thể yên tâm về cái độ bền của nó. Lan tre này to 3 ly mà vót tròn đều hai đầu bằng nhau, không có đầu to đầu nhỏ. Bên em đang có hai thông số, đó là một loại dài 48 hoặc 48 và một loại là dài 60. Dài 60, vót tròn đều hai đầu bằng nhau. Lan tre này là vót bằng máy công nghiệp. Thực ra lan này thì ở ngoài miền Bắc người ta gọi là lan lan lứa hoặc là cây luồng. Đó. Còn ở miền Nam thì gọi bằng gì thì em không biết. Đó. Thì lan thường dùng đó là lan dài 48 hoặc 50 là người ta để dùng để bẫy cò vạc. Thì bên em đang bán với giá là 370.000 đồng trên 1.000 lan. Trên 1.000 lan. Vót tròn đều hai đầu bằng nhau. Còn lan dài 60 thì bên em đang bán với giá là 420.000 đồng trên 1.000 lan. Giá thành đã bao phí vận chuyển rồi ạ. Hoàn toàn bao phí vận chuyển rồi. Hai đầu bằng nhau anh chị nhé, không có đầu to đầu nhỏ đâu ạ. Không để tránh trường hợp là anh chị bảo là khi mà mua hàng về lại bảo là tại sao này tôi mua hàng mà vót nhọn mà bây giờ lại gửi hàng không vót cho tôi, chỉ có hai đầu bằng nhau thôi. Nhưng bên em chỉ bán một loại duy nhất đó là hai đầu bằng nhau và hai thông số đó là 48 hoặc là 60 chứ không có dài hơn. Lan to 3 ly anh chị nhé. Vâng, em xin kính chào anh chị ạ.